Bất chấp tất cả cưới tỷ phú song bài hơn 40 tuổi, á Hậu vội vã chia tay sau 8 tháng kết hôn vì một lý do được chia tài sản 89 tỷ đồng. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 8 tháng của tỷ phú nổi xanh Hồng Kông và nữ á Hậu xinh đẹp đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Chuyện đại gia đi với chân dài là lẽ thường tình, bình thường chẳng mấy ai bất ngờ khi biết người đẹp xuất hiện bên cạnh tỷ phú nào đó. Thế nhưng, nội tình bên trong các mối quan hệ như vậy cũng hết sức đáng chú ý. Câu chuyện tình của Á Hậu Hồng Công Hà Diễm Quyên và tỷ phú Ngô Trí Thành đã từng là đề tài bàn tán của không ít dân mạng. Ngô Chí Thành sinh năm 1952 là cánh tay phải của vua sòng bài Macau Stanley Hồ Hà Hồng Sơn. Được biết, họ Ngô có tài sản lên đến hơn 3 tỷ đô la Hồng Kông, hơn 9.000 tỷ đồng. Ngô Chí Thành tham gia công tác và sát cánh bên cạnh vua song bài từ những năm 1976. Hiện tại, ông là quản lý cũng như điều hành các song bài và là một quan chức cấp cao trong tập đoàn. Ông từng có một cuộc hôn nhân khá hạnh phúc, tuy vậy vợ ông đã sớm qua đời vì ung thư. Từ đó cho đến khi gặp Hà Diễm Quyên, Ngô Trí Thành không thực sự có mối quan hệ nào đáng chú ý. Hà Diễm Quyên là Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2014. Đến tháng 12 năm 2014, khi Hà Tiểu Thư tham gia một bữa tiệc có Ngô Chí Thành góp mặt, sự yêu quyền của cô khiến cho tỷ phú có tuổi điên đảo. Dường như Ngô Chí Thành đã trúng tiếng sét ái tình và theo đuổi nàng Á hậu ráo riết, thời điểm ấy Hà Diễm Quyên cũng có nhiều đại gia săn đón. Tuy nhiên, chắc hẳn không có ai giàu có vượt quá được Ngô Chí Thành, chẳng bao lâu cả hai xác lập quan hệ chính thức ở bên nhau. Điều này từng có đề tài lớn cho báo chí Hồng Kông khai thác bởi tỷ phú họ ngô hơn Hà Diễm Quyền đi 40 tuổi, á hậu trẻ sinh năm 1991, bởi vì cách biệt tuổi tác họ đã bị gọi là chuyện tình ông cháu. Từ khi yêu Ngô Trí Thành, cuộc đời của Hà Diễm Quyên cũng bước sang một trang mới, cô bắt đầu khoe khoang về cuộc sống giàu sang trên mạng xã hội. Hà Diễm Quyên đi du lịch khắp nơi tham gia các bữa tiệc trong giới thường lưu, ăn mặc sang chảnh với trang phục và trang sức quý giá. Sau 3 năm yêu nhau đến năm 2018, cặp đôi quyết định kết hôn. Đây thực sự là thông tin bom tấn với báo chí Hồng Kông. Nhiều người cho rằng Hà Diễm Quyên có thể leo lên trở thành một con phường hoàng vì kết hôn với giới thương nhân giàu có. Nhiều thông tin cho rằng, sau khi kết hôn Ngô Trí Thành tặng cho mẹ vợ một căn biệt thự trị giá 40 triệu đô la Hồng Kông, cô vợ trẻ cũng được chồng ưu ái mua cho căn hộ 20 triệu đô la Hồng Kông. Hà Diễm Quyên lại càng thường xuyên xuất hiện ở những chốn giàu có, tùy tiền đi ăn sáng với mẹ, cô cũng phải lựa chọn nhà hàng sang trọng bậc nhất. Cuộc sống của Hà Hà bước sang trang mới ngập tràn mùi vị kim tiền và cả danh tiếng xa hoa, cô cũng chia sẻ ảnh đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân lịch tuổi ấy chỉ kéo dài được 8 tháng. Chính Hà Diễm Quyên tuyên bố rằng mình chia tay trong ông đẹp với lý do là chung sống hơn nửa năm đã thấy không mấy hòa hợp với nhau có nguồn tin xác định họ ly hôn vì không thỏa thuận được chuyển con cái. Hà Diễm Quyên muốn sinh con, nhưng cô Trí Thành không có ý định này. Ông đã ở tuổi U70 không mấy mặn mà với việc có con cái. Diễm Quyên không thể thuyết phục được chồng, cuối cùng cả hai đường ai nấy đi. Được biết, Ngô Chí Thành cũng là người có tình, có nghĩa. Sau khi ly hôn thì đền bù cho vợ số tiền lên đến 30 triệu đô la Hồng Kông, hơn 89 tỷ đồng. Tuy vậy, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân này, người ta thấy Hà Diễm Quyên xuất hiện bên đại gia khác. Người đàn ông này là tỷ phú Trần Diệu Trương. Được biết đại gia này cũng chẳng phải trẻ, chỉ kém Ngô Trí Thành 10 tuổi, nhưng số lượng tài sản lớn hơn gấp nhiều lần. Nhiều người chỉ trích Hà Diễm Quyên và cho rằng cô luôn làm những chuyện bất chấp tuổi tác để có thể bước chân vào giới hào môn, cho dù đó là chuyện kết hôn. Qua lại với người đáng tuổi cha mình. Tuy vậy, mối tình này cũng chẳng bền lâu, cả hai nhanh chóng đường ai nấy đi. Cuộc hôn nhân đầu tiên cùng với những mối tình chấp nhoáng với các doanh nhân giàu có, vòng tròn xã hội của Hà Diễm Quyên đã khác trước. Có thể nói cô đã dần bước vào thế giới thượng lưu chỉ với chiêu săn đại gia của mình.